Hôm nay, tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị quán triệt quy định số 58 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật nhà nước. Hội nghị quán triệt quy định số 58 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Tuyên Quang giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công chức nghiệp vụ nâng cao nhận thức, nắm vững quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, xác định rõ trách nhiệm, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đối với cán bộ đảng viên, có biện pháp phòng ngừa, giáo dục, nhắc nhở, răn đe và xử lý kịp thời cán bộ đảng viên có biểu hiện vi phạm và vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức trưng bày triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người. Triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người với gần 200 tư liệu, hình ảnh, câu trích từ những góc nhìn khác nhau sẽ giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ vĩ đại, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhưng giàu lòng bác ái, thanh bạch, giản dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp mà người đã tạo ra sẽ giúp mỗi người Việt Nam noi gương và học tập để sống tốt hơn. Triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5.